nghe, ai rủ đi chơi là đừng có đi nghe chưa, trừ chú Trường ra nha. Có trừ chú Trường ra không? Có không hả? Không luôn, không từ chú Trường, đúng rồi, giỏi. Thần Thương là cái nhân vật mà ở hai cái video trước mình có quay đó các bạn, là cái bé mà 22 là 25 tuổi gì đó, nhưng mà nó giống như một đứa trẻ vậy đó, nó không có biết gì nhiều, rất là xinh đẹp, có người mà rất là xinh đẹp, nhưng mà nó không có biết gì nhiều các bạn. Không... nghèo, trong này còn tờ mấy tờ 20.000 các bạn. Giờ Hồng Thương có đi chơi với chú Trường không? Đi lên thị xã Bến Tre chơi không? Đó, các bạn thấy chưa? Hồng Thương rất là khôn nha. Ai rủ đi chơi cũng đừng hòng đi á. Bây giờ chú Trường dẫn Hồng Thương ra đường mua kem. Đi không? Đi không có? Đi không có, chú nói chứ. Có đi không? Không đi hả? Tại sao vậy? Hả? Sao? Tại sao không đi nói? Tại sao không đi nói cho chú Trường nghe coi? Hả? Sao không thích hả? Trời ơi. Nói thẳng thừng vậy đó hả? Rồi, rất là tốt. Nói vậy thôi chứ như Hồng Thương thì ba mẹ nên coi cẩn thận. Dạ. Nói chung dạy cho nó là ai rủ đi đâu mà ba mẹ không cho thì không được đi vậy. Bây giờ nó cũng không có được lanh lẹ như người ta nên là phải cẩn thận mấy cái vụ đó. Tại vì con đi làm mà thấy mấy cái vụ ấy nhiều lắm. Hôm trước chú ra trường cũng nói, tôi cũng nhớ lại nói tôi cảm ơn chú nhiều. Nhớ hoài. Nghe. Ai rủ đi chơi là đừng có đi nghe chưa? Trừ chú Trường ra nha. Có trừ chú Trường ra không? Có không rồi. Hả? Không luôn. Không trừ chú Trường, đúng rồi. Giỏi. Rồi chắc mình xin kết thúc video ở đây các bạn. Thì gia đình cô chú mà có gì mới hay là tới cái ngày mà cô chú đi khám bệnh đó, nếu mà có điều kiện mà ngày đó mình không có kẹt công tác thì mình sẽ có thể mình đi cùng cô chú, nhưng mà cái việc này mình chưa có hứa trước được các bạn, thì mình sẽ cố gắng mình cập nhật thêm cho các bạn ha. Mình kết thúc video ở đây. Giờ là chú thử gồng lên có được không, cái gồng cái chân lên không nãy được không? Gồng không nổi, không có gồng nữa, bò không lết không à. Trường không à? Dạ. Chị hôm bữa bán vé số là bị té hay sao? Thì đi trên xe, ngồi trên xe không? Lên xe lăn đi. À, bị té, bữa nào? Chú bị té bữa nào? Mới té hồi nãy. À, là hồi nãy luôn đó hả? Mới hồi nãy luôn đó hả? Trời ơi. Chưa lượm chén dục nữa. Vô tắm hay gì? Dạ. Trời. Cái chân hồi nãy mình có nói với các bạn là bị chú bị liệt hai cái chân đây nè. Cái chân này hồi trước là còn ngon ngoe nè phải không? Dạ còn ngon ngoe nè. Dạ cũng còn ngon ngoe không ngon. Là bị gãy, cái xương là xương với chân ngon ngoe này. Gãy cái này. Vậy là chắc cũng hơn nửa năm rồi. Từ cái hồi hơn năm rồi. Hơn năm luôn rồi hả? Dạ. Đã năm rưỡi rồi. Dạ. Nó nay còn đau. Yeah. Vậy là chú Tư là bị hai cái ngoe, hai cái chân này. Yeah. Còn bé Thương là bị thận, nãy là cô nói gì thận? Yeah, đau thượng thận với thượng thận phù nề. Dạ. Yeah. Thì theo cái kết luận của bên bệnh viện tâm thần là bị tâm thần nhẹ. Dạ. Yeah. Dạ nó tâm thần nặng. Tâm thần nặng ha. À, giấy không có đưa chú Trường coi. À, bị tâm thần nặng luôn. Dạ. Yeah. Kết luận vậy luôn ha. Dạ. Yeah. À, nhưng mà nhiều người ta nói là bé Hồng Thương là giống như tự kỷ vậy đó. Dạ. Chứ không phải là bị tâm thần. Dạ. Ừ. Rồi còn cô là bị gì, cô nhắc lại cho anh đi. Cô bị ung thư tử cung. Ung thư tử cung. Mổ rồi nhờ. Dạ. Sang qua bên tim. Tim. Dạ. Rồi con mắt là bị sao? Mắt thì bị cườm khô mà cô mổ rồi. À. Bây giờ nó leo heo thấy không rõ. Khô cườm, nhắc cô cái mổ cái gói mà gói rẻ chứ gì. Dạ. Cô mổ hết bao nhiêu? Mổ bệnh cái cung hả? Không á, cái cườm á, cái mắt khô, khô mắt á. Cô mổ từ thiện. À vậy đó hả? Ừ. Là giờ cũng thấy mờ mờ hả? Như, thấy mờ mờ. Như cô nhìn con thấy gì có rõ không? Thấy cũng rõ mà có nước mắt vậy nè, hoài. Ừ. Vậy đó. Cô thấy mấy ngón tay? Hai. Cô thấy con đẹp trai không? Đẹp, đẹp. Muốn khen rồi thở mới qua rồi.
Nói vậy vậy là cũng nhìn cũng thấy rõ chứ. Ừ. Rõ mà có khi cái nó chảy nước mắt hả? Dạ cái không thấy không rõ. Mà cạo một điều là cạo nó không sạch chú ơi. Dạ. Thôi vậy thôi thua ha. Người ta cũng đâu có giao hạch điều cho mình làm. Cô này cô cạo cái ham. Cô cạo không được vậy. Thôi. 5 kg mà đánh gì cạo 3 ngày. Còn người ta 3 ngày người ta cạo cả 50 kg phải không? 3 ngày ngày má cái chục ký. Dạ đó. Năm tới 50. Vậy là 1 ký là được bao nhiêu tiền chục ký? Chục ký có 22.500 mà chú. À. 5 ký chứ, 5 ký á. 50. Chục ký 50.000. Vậy cũng cũng được ha. Cái này có 4.500. Má cạo 5 ký mà 22.000 3 ngày chưa xong. Ờ. Ông thương. Hả hả? Dạ. Giờ nó mơ hồ gì á. Đang mơ ở đâu hả? Hả? Hồng Thương đang mơ về đâu vậy? Con hỏi nó quýnh ba nữa kìa. Trời ơi! Sao dám quýnh ba? Nè giờ nó quýnh quá trời. Trời đất ơi! Ổng mà chết là coi như là con ra đường ở đó nghe chưa? Giờ nó chứ bây giờ vui vui dữ lắm. Giờ mình giặt nằm đó. Yeah. Ai ghẹo cái nó quýnh liền á. Trời đất ơi! Không giữ dưới rồi Hồng Thương? Hả? Tại sao vậy? Nên nói con tại hồi đó con bực mình. Con bực mình. Đây con xin lỗi Thích Trường nha. Nói đi. À. Giờ đi ăn kem không? Chú nóng lên rồi đó. Phải ăn kem nó mới nguội lại á. Giờ đi không? Không. Tốt. Chú biết con đi chợ cái ông già đi bấy số á. Cô đi chợ ở nhà đóng cửa rồi khóa. Nhốt nó trong này. Ở trong nhà vậy đó hả? Trong nhà. Không. Ủa vậy thì cô đi chợ. Sao đi cô chợ. Đi chợ không dẫn nó đi theo? Tính để nó ở nhà. Đi chút dẫn theo nó không? Cô đóng cửa khóa ra ngoài á. Con gái phải con gái phải cho nó đi chợ đi du xuân. Nó vậy cho nó đi ra ngoài nhiều nhiều cô. Dạ. Đi đâu cũng dẫn đi theo. Hồi ở trong giường thì chịu nhưng mà giờ ra đây cô có đi ra đi chợ hay đi chỗ nào đông đông kệ cho nó đi theo. Dạ. Canh chừng nó được rồi. Ví dụ như mấy cô ở gần gần gửi tại không có nhà. Dạ. Sáng cô mắc đưa con cô đi học. Có nhà gửi cũng được. Hồi đó là học Hồng Thương là học tới lớp 2 phải không ta? Lớp 1. 1. 5 năm lớp 1. Dạ. Yeah. 5 năm mẫu giáo 5 năm lớp 1 hả? Dạ. Yeah. Học kỹ quá mà. Học học với cô giáo cổ sáng buổi nào mua bánh canh cho anh ăn. Dạ. Bắt coi như con quá vậy đó. Dạ. Yeah. Hồng Thương giờ đi học lại không Hồng Thương? Học không được. Học sao học không được? Giờ nói chú nghe kìa. Tại sao học không được? Giờ Hồng Thương đếm số rồi cho được không? Đếm được à? Số 1, số 2 rồi đếm được không? Được, nói chú nghe rồi. Chú nghe chú khen. Đây số mấy? Không. Đây số mấy? 1. 1. Đếm. 3, 7, 4, đúng rồi. Thì đọc chữ biết đọc không? Đâu con gặp thầy con đọc cho chú nghe đi. Đâu đọc cho chú được nghe đây. Số ký ký, đồng đồng. Ủa nó đọc được mà. Dạ được mà, có con cái nó đọc cũng trật hả chú? Trật chứng trả. Ủa vậy nó hồi nó học lớp 1 mà giờ nó đọc được vậy là ngon lành hả chứ? Dạ, chú nghĩ là 5 năm lớp 1 rồi rần thân đưa đón. Rồi tới viên cô bệnh đó rồi đóng ai đưa đón nữa rồi cho nghỉ luôn. Nó đi nó muốn qua lộ là qua chứ không có coi xe còn có. Đây là một cái ca khá đặc biệt nữa các bạn. Nó học lớp 1 vậy nhưng mà trong kết luận thì ghi là tâm thần nặng. Yeah. Nhưng mà thấy bé cũng đọc đồ bình thường mà, đọc tốt mà, có thể là người ta sẽ can thiệp được đó cô. Dạ. Yeah. Nếu như mà sớm hơn thì người ta can thiệp được chắc rồi đấy, nhưng mà ở cái tuổi này thì cũng không biết như thế nào. Dạ. Yeah. Nhưng mà cô có thử hỏi ở các cái trung tâm hay là chỗ nào khác chưa? Dạ là... chưa. À sẵn ở đây mình cầu xin những cái bạn nào biết những cái trường hợp tương tự giống như Hồng Thương mà có những cái chỗ nào mà gửi gắm được đó các bạn thì nhờ các bạn chỉ dùm mình nha. Mình sẽ kết nối để coi thử coi Hồng Thương có
có bình thường trở lại hoặc là có đỡ hơn, ít nhất là cũng có đỡ hơn như giờ không các bạn ha. Có một cái trung tâm nào đó hay có một cái trường, nhưng mà phải là miễn phí nha, tại vì cái điều kiện gia đình của bé Hồng Thương cũng không có được khá đâu các bạn. Thì tốt nhất là những cái chỗ đó là miễn phí. Nhưng mà giờ ví dụ như cho Hồng Thương vô mấy cái trung tâm mà xa nhà rồi là cô có chịu không cô? Dạ chắc không cho đi được quá chứ ơi. Dạ. Nếu vậy thì cũng khó. Dạ. Nếu ở đâu ở gần Bến Tre này thì được không? Có một là nó không biết chăm sóc bản thân nữa mà. Như giờ là mà cái sinh hoạt bản thân của nó là như tiểu đại tiện rồi là không có làm được hả? Dạ. Thì mấy lúc nó bị kẹt ra nó cũng không biết làm được không chú ơi. Vậy đó hả? Ừ, cô làm không á. Cái đó dạng nhiều khi do cô làm riết thì nó không có chỉ quen á. Chỉ nó mà nó thấy không có được như người ta. Dạ. Cao thấp nó làm. Rồi vậy rồi cũng rất quớt à. Chứ cô cũng chỉ nó chứ. Yeah. Chỉ cho nó biết. Còn tắm thì lâu lâu tắm lại nó một lần. Yeah. Nó tắm cũng không có sạch cho mấy nữa. Vậy đó hả? Nếu mà không có lo, tự lo được cái bản thân để thì cũng hơi hơi kẹt. Dạ. Thường mấy cái trung tâm vậy là nó không có nằm ở Bến Tre mình, ở mấy cái tỉnh lẻ rồi là ít. Dạ. Thường là nó lại nằm ở trên Sài Gòn. Dạ. Mà cái này là phải giống như là can thiệp thường xuyên và lâu dài vậy đó. Dạ. Thì chắc là cũng khó cho con cho gia đình. Dạ. Dạ. Hồng Thương giờ đi lên Sài Gòn ở có chịu không? Sao không bà? Ở riêng. Nói hả? Con còn nói chứ không có gật đầu. Chịu không Hồng Thương? Lên Sài Gòn ở nha. Chịu không? Chịu nói chú nghe. Đi một mình. Không. Cho Hồng Thương muốn đi với ai? Chú hỏi trả lời. Hồng Thương muốn đi với ai? Trời nhắc không hả? Đi với ai không? Không có ai hết. Ai hết. Kỳ vậy? Nói vậy giờ mà nó ở mình cũng... Nói với chú Trường biết không? Mấy lúc mà còn ở dưới á, nước ngập nó ra hôi lên phố ở chừng nào nước hết rồi chìa. Nước ngập nó sợ. Vậy là như hồi đó là... cô chú với lại Hồng Thương là ở ở ở trên hành lang bệnh viện suốt mà. Dạ. Ở đó là mà lên ở lâu quá bệnh chú ơi. Đúng rồi, trên đó thì dạ. Ở dưới bệnh viện là không quen này đúng rồi. Chú Trường biết không, tôi đang đánh bệnh thì không ăn uống gì được mà đi về muốn không nổi luôn. Ở là ở ngoài hành lang của bệnh viện hay là ở ngoài nhà dân á? Dạ, ở hành lang. Trong bệnh viện vậy đó hả? Dạ. Trong bệnh viện. Dạ. Mà nắng no lắm chú ơi, tối ban ngày thì nắng dội. Ừ. Rồi tối về nắng làm như nó còn gút với gạch mình nằm cái hơi nóng, nóng dữ lắm. Cô ở hồi trời hồi ở trên bao lâu? Dạ, ở thì lên xuống hoài luôn rồi. Cái gì chục năm rồi đó chú. Dạ. Hồi đó là ở là trị bệnh cho cô chứ đâu phải là nhờ dạ. cho mấy thằng Thương, nhưng mà cả gia đình phải đi. Đi hết, đâu có gửi ai được chú được. Dạ. Các bạn coi video này thì nhớ lưu ý cái trường hợp của bé Hồng Thương giùm mình nhé các bạn. Ai mà biết cái phương thuốc nào đó hay là cái chỗ nào nhận bảo trợ trẻ em giống như Hồng Thương vậy thì có gì cho mình xin cái địa chỉ nha. Thì mình sẽ đưa cho cô chú để cô chú có nhiều cái lựa chọn. Và mình có thể mình sẽ để cái số điện thoại của chú Tư ở trên video này. Thì các bạn có thể liên lạc qua mình hoặc là nên lạc với lại chú Tư cũng được ha các bạn ha. Hồng Thương bye bye đi, Hồng Thương tạm biệt khán giả xem kênh nha Hồng Thương. Bye. Tạm biệt hả.